Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với một điểm hẹn đã quá quen thuộc vào mỗi thứ hai đầu tuần. Đây là podcast DeFi Discussion, nơi mà chúng ta sẽ có cơ hội được ngồi xuống, trò chuyện cũng như là chia sẻ với nhau những cái góc nhìn thú vị xoay quanh thị trường crypto và đặc biệt là thị trường DeFi. Tuần vừa rồi thì chắc hẳn là nhiều anh em theo sát cái thị trường DeFi và tham gia cái hoạt động airdrop thì cũng biết có hai cái sự kiện khá là nổi bật trong tuần vừa rồi. Đó là cái sự kiện claim airdrop của hai cái dự án mà được rất là nhiều anh em chờ đợi, đó là zkSync và Layer Zero. Tuy nhiên, cái trải nghiệm claim token của nhiều anh em trong cái tuần vừa rồi thì có thể nó sẽ đâu đó hơi chút chắc một xíu và gặp rất là nhiều những cái rào cản. Đâu đó một phần cá nhân mình nhận thấy rằng hai cái dự án này nó có một cái điểm chung trong cái hoạt động hỗ trợ claim airdrop cho người dùng, đó là đây đều là những cái dự án mà hỗ trợ người dùng claim ở trên những cái nền tảng Layer 2. Đặc biệt là vì cái cấu trúc của Layer 2 như chúng ta đã từng nói với nhau rất là nhiều lần trong cái podcast DeFi Discussion này, nó có đôi chút khác so với Layer 1. Do đó là những cái hiện tượng, những cái vấn đề trục trặc về mặt kỹ thuật thì đâu đó chúng ta có thể dễ hình dung được, và nó phát sinh trong cái giai đoạn mà cái nhu cầu của người dùng đột nhiên nó tăng vọt ở trong hai cái sự kiện vừa qua. Vậy thì trong DeFi Discussion tuần này chúng ta sẽ ngồi mổ xẻ với nhau những cái quy trình để gọi là tiếp nhận cũng như là xử lý các cái giao dịch của các cái Layer 2 và cái khâu tương tác của Layer 2 với các cái Layer 1, làm sao đó để cho cái giao dịch của chúng ta nó được đảm bảo một cách nó an toàn và không có gặp phải những cái rủi ro về thiệt hại về tài sản. Đồng thời nó cũng đâu đó cho chúng ta có thể có những cái đầu mối để chúng ta biết được là khi những cái giao dịch ở trên Layer 2 của chúng ta nó không được thực hiện, nó fail hoặc là nó đâu đó nó reverse, tức là nó đảo ngược lại cái giao dịch, thì chúng ta cũng đâu đó hình dung được là có thể nó sẽ trục trặc ở cái khâu nào và ở cái giai đoạn nào để chúng ta có thể tiện xử lý và thao tác trên những cái ví của mình, phòng trường hợp mà chúng ta có thể gặp những cái hiện tượng này trong tương lai. Đặc biệt là trong cái bối cảnh mà chúng ta thấy là Layer 2 đang phát triển rất là nhanh và ngày càng nhiều những cái hoạt động, những cái thao tác của người dùng thì nó đang dần diễn ra ở trên Layer 2 nhiều hơn thay vì là những cái hoạt động ở trên Layer 1 trong quá khứ. Ok, vậy thì cái chủ đề của chúng ta tuần này sẽ là giao dịch ở trên Layer 2 được xử lý như thế nào. Tuy nhiên, trước khi đi vào cái nội dung chính này thì chắc là chúng ta nên làm rõ với nhau hai cái đơn vị, hai cái khái niệm trước khi đi vào cái quá trình xử lý giao dịch. Hai cái khái niệm mà mình muốn đề cập đó là validator và sequencer. Thì validator, nếu như mà anh em theo dõi những cái nội dung liên quan đến các cái Layer 1 thì cũng đã phần nào hình dung được các cái validator rồi. Đây là những cái đơn vị xác thực ở dưới Layer 1. Còn sequencer là những cái đơn vị sẽ thực hiện, đảm nhận những cái khâu vận hành ở trên Layer 2. Đó, thì trước khi chúng ta nói về cái quy trình thì chúng ta làm rõ với nhau một xíu về hai cái đơn vị này, để trong cái quá trình mà chúng ta nói về cái quy trình giao dịch thì nó sẽ tiện theo dõi hơn anh em ha. Ok, vậy thì khi người dùng thực hiện những cái giao dịch ở trên Layer 2, anh em có thể hiểu nôm na là chúng ta bấm cái nút sign, cái nút ký ở trên Layer 2 thì cái yêu cầu giao dịch này sẽ được gửi tới các cái đơn vị sequencer ở trên Layer 2, và các cái đơn vị này sẽ thực hiện đóng gói các cái giao dịch lại thành những cái batch, có thể coi nó là những cái gói giao dịch. Và ở cái khâu này thì chúng ta sẽ có một cái khái niệm phát sinh ra, đó là cái pre-confirmation hay là soft confirmation. Mình có thể tạm dịch cái khái niệm này ra là tạm xác thực, xác nhận hoặc là xác nhận mềm anh em ha. Rồi, vậy thì tại sao nó lại là xác nhận mềm mà không phải là xác nhận 100%? Điều này là vì Layer 2 là một cái mạng lưới riêng và nó sẽ tiếp nhận cái yêu cầu giao dịch của người dùng. Tuy nhiên, cái mức độ an ninh của Layer 2 nó còn phải phụ thuộc vào cái Layer 1 ở phía dưới. Do đó khi mà chúng ta thấy được cái trạng thái là confirm by sequencer ở trên những cái trình duyệt, những cái scanner. Khi mà chúng ta theo dõi các cái giao dịch của mình ở trên layer 2 thì chúng ta biết được là cái giao dịch của mình nó mới chỉ tới cái giai đoạn là pre-confirm và được xác thực bởi các cái sequencer ở layer 2 thôi. Chứ ở dưới layer 1 thì cái giao dịch của chúng ta nó vẫn chưa gọi là đảm bảo 100% đâu anh em ha. Thì đây là một cái mà rất là nhiều người tham gia thị trường DeFi có thể nhầm lẫn và cũng đâu đó cũng mường tượng được vì cái giao dịch ở trên layer 2 của mình nó đã được thực hiện rồi, tiền nó đã hiển thị cái số dư rồi thì đâu đó cái giao dịch của mình nó đã an toàn. Thì cái này chưa hẳn 100% anh em ha. Cái lý do của cái việc người ta gọi cái khái niệm này là pre-confirm đó là vì cái layer 2 nó là một cái mạng lưới độc lập và nó đâu đó nó vẫn phải phụ thuộc cái yếu tố an ninh của layer 1 và cái độ toàn vẹn dữ liệu của cái giao dịch đó nó sẽ cần phải phụ thuộc vào cái việc xác thực ở dưới layer 1 nữa anh em ha. Ok, thì đó là cái giai đoạn 1 khi mà người dùng gửi cái yêu cầu giao dịch và các cái sequencer họ đóng gói các cái giao dịch này lại và gửi cho người dùng một cái gọi là cái xác nhận và thay đổi cái số dư ở trên layer 2. Tuy nhiên chúng ta sẽ đến với cái giai đoạn thứ hai khi mà các cái sequencer họ đóng gói những cái giao dịch này và họ gửi về cho validator ở dưới layer 1. Thì trong cái giai đoạn này chúng ta sẽ làm quen với hai cái khái niệm. Mình tin chắc rằng là nếu như mà anh em theo dõi thị trường DeFi cũng đã đâu đó nghe về những cái khái niệm này rồi, đó là validity proof và fraud proof. Thì đâu đó chúng ta đã từng nghe rồi nhưng mà chúng ta chưa hình dung được là trong cái quy trình xử lý giao dịch, cái quy trình tương tác giữa layer 2 và layer 1 thì chúng ta không biết được là những cái proof này nó được nhét ở vào cái khâu nào. Thì đây là cái cách mà layer 2 làm sao để có thể thừa hưởng được cái yếu tố an ninh từ layer 1, đó là họ sẽ gửi những cái proof validity proof đối với các cái giải pháp zk rollup và fraud proof với các cái giải pháp optimistic rollup. Thì ở đâu đó cái khâu này nó sẽ ngốn một vài cái gas và như một cái tập mà mình đã từng đề cập trong thời gian gần đây, đó là những cái rào cản khiến cho cái công nghệ zero knowledge, cái công nghệ zk nó chưa thể bùng nổ được. Thì anh em có thể nghe lại cái tập này. Thì ở đây là một cái giai đoạn mà các cái layer 2 sẽ cần phải tạo proof và xác thực và cũng như là gửi những cái thông tin này về layer 1 điển hình vào những cái contract mà họ đã đặt ở dưới layer 1. Từ đó sẽ là cái nền tảng để cho layer 1 có thể tham chiếu vào và tiếp tục xử lý những cái khâu tiếp theo ở trong cái chu trình xác thực. Ok, khi tới đây nhiều anh em sẽ nghĩ rằng là cái giao dịch ở trên layer 2 của mình khi mà nó tới được với layer 1 thì nó đã an toàn rồi. Thì cũng chưa hẳn 100% anh em ha. Chúng ta sẽ cần phải tới với một cái giai đoạn thứ ba, đó là cái giai đoạn finality ở trên layer 1. Cái khái niệm finality thì nhiều anh em nếu như mà đã nghe DeFi Discussion trong một khoảng thời gian rất dài rồi thì cũng đã nghe rất là nhiều về cái khái niệm finality này rồi. Đây là cái trạng thái mà blockchain sẽ đóng băng cái dữ liệu giao dịch trong quá khứ, và hiểu nôm na là khi mà nó đóng băng thì sẽ không có một cái thực thể nào có thể thay đổi được cái dữ liệu giao dịch tính đến cái cột mốc đã được finality rồi anh em ha. Vậy thì khi nào các cái giao dịch mà được sequencer đóng gói sau đó gửi vào những cái smart contract, thì những cái thao tác gửi vào smart contract này thì nó cũng tương tự như một cái giao dịch ở trong layer 1. Thì các cái giao dịch này, các cái block chứa các cái giao dịch này nếu mà đạt được cái trạng thái finality ở dưới layer 1 thì chúng ta có thể coi là nó đã an toàn 100% và có thể coi là các cái giao dịch ở trên layer 2 của chúng ta nó đã an toàn, đảm bảo là chúng ta sẽ không bị thất thoát tài sản ở trên layer 2 và chúng ta sẽ không bị đảo ngược cái số dư của mình trong những cái trường hợp bất trắc không đáng có anh em ha. Nói một xíu về cái khái niệm finality này thì cái khái niệm finality nó sẽ đạt được khi mà 2/3 các cái validator trong mạng lưới thực hiện cái khâu gọi là attest. Thì attest anh em có thể hình dung nó giống như cái khâu đối chiếu dữ liệu và xác nhận cái dữ liệu. Thì nếu như cái trạng thái attest này nó không được thực hiện và cái trạng thái finality nó không được triển khai trong một số block nhất định thì mạng lưới nó sẽ rơi vào cái trạng thái mình có thể gọi là cái trạng thái tạm ngưng, và nó sẽ bắt đầu phạt những cái validator không tham gia vào cái khâu xác thực. Thì đâu đó mình cũng đã từng có một cái tập liên quan đến cái câu chuyện này ở trên Ethereum, thì anh em cũng có thể tham khảo lại. đó là cái tập mà chuyện gì đã xảy ra với Ethereum. Thì trong cái tuần đó thì chúng ta cũng biết là Ethereum đã gặp phải cái hiện tượng liên quan đến xác thực này, một vài cái trục trặc kỹ thuật nho nhỏ khiến cho mạng lưới nó không thể đạt được cái trạng thái finality ở thời điểm đó. Ok, thì đó là ba cái giai đoạn xử lý giao dịch và tương tác của các cái layer 2 đối với layer 1. Mình có một cái ý cần nhấn mạnh ở đây, đó là những cái quy trình này chúng ta có thể tạm coi nó là một cái quy trình của các cái smart contract roll up. Và điển hình nhất hai cái dạng smart contract rollup mà chúng ta thấy phổ biến nhất ở trên thị trường hiện tại, đó là zk rollup và optimistic rollup. Có một vài cái biến thể của rollup trong thời gian tới chúng ta có thể sẽ thấy, đó là cái base rollup và sovereign rollup. Thì có thể đâu đó hai cái biến thể này, cái quy trình xử lý nó sẽ hơi khác các cái smart contract rollup một xíu. Tuy nhiên trong tập tuần này thì chúng ta sẽ không bàn về cái sự khác nhau giữa các cái dạng rollup này cũng như là những cái ưu và nhược điểm của những cái rollup này. Có thể sẽ hẹn anh em ở một tập nào đó chúng ta dành thời gian để nói sâu hơn khi mà những cái khái niệm này nó bắt đầu phổ biến hơn và chúng ta bắt đầu có nhiều dữ liệu hơn về các cái biến thể mới của rollup. Còn cái nội dung và cái quy trình xử lý giao dịch giữa layer 2 và layer 1 thì trong tập tuần này chúng ta sẽ, cái phạm vi của chúng ta nói nó sẽ đâu đó loanh quanh các cái smart contract rollup thôi anh em ha. Ok, khi mà chúng ta đã biết được cái quy trình đó rồi thì đâu đó anh em sẽ hình dung được là khi cái giao dịch của mình ở trên layer 2 nó thất bại thì chúng ta có thể truy cứu lại, chúng ta theo dõi ở trên các cái scanner, các cái ứng dụng Explorer và biết được là cái giao dịch của mình nó đang hỏng ở cái giai đoạn nào, và chúng ta có thể tùy theo từng cái biến thể cụ thể, tùy theo từng cái trường hợp đó để chúng ta thực hiện những cái xử lý nó phù hợp. Thì ok, mình sẽ liệt kê ra, chắc là cũng theo ba cái giai đoạn này thì mình cũng sẽ liệt kê ra ba cái trường hợp mà chúng ta đâu đó có thể gặp phải trong cái quá trình tương tác sử dụng các cái sản phẩm ở trên layer 2 và gặp những cái hiện tượng là giao dịch của chúng ta không thể xử lý được. Đầu tiên, nếu như mà anh em thấy cái giao dịch của mình ở trên layer 2 và nó bị fail vì cái execution ở trên layer 2, cái thực thi ở trên layer 2, thì anh em có thể hình dung nó đơn giản là giống như layer 1 mà bị nghẽn vậy đó. Chúng ta đã từng gặp cái hiện tượng này của base, layer 2 base trong cái giai đoạn tháng 3, tháng 4 trong những cái cơn sốt về meme coin cũng như là những cái hoạt động rất là sôi nổi ở trên cái layer 2 này. Thì đâu đó base họ sẽ phải nới dần cái gas limit này, đâu đó là cái anh em có thể hình dung là cái kích thước khối, làm sao để họ có thể nhận được nhiều yêu cầu hơn trong mỗi một khối. Thì khi mà cái hoạt động ở trên layer 2 nó gặp vấn đề về nó quá tải về cái yêu cầu thì đâu đó các cái giao dịch của chúng ta nó sẽ không được sequencer họ tiếp nhận và chúng ta sẽ không thể tới được một cái trạng thái gọi là pre-confirmation như chúng ta đã đề cập ở trong cái giai đoạn 1, và đây là thuần nằm ở trên cái lớp thực thi của layer 2. Và khi chúng ta thấy được những cái biển báo liên quan đến cái lý do vì sao chúng ta thất bại trong cái giao dịch đó thì chúng ta có thể quay lại và chúng ta đâu đó đẩy gas lên chẳng hạn. Một cái cách xử lý rất là quen thuộc với nhiều anh em ở trên các cái hệ sinh thái EVM để có thể được gọi là các cái đơn vị sequencer họ tiếp nhận cái giao dịch của mình. Rồi, cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn mà sequencer sẽ gửi các cái đóng gói giao dịch về cho validator. Thì ở đây chúng ta có thể gặp một cái rủi ro phát sinh, đó là các cái sequencer họ có thể gian lận và khiến cho cái giao dịch của chúng ta nó bị đảo ngược chẳng hạn, hoặc là nó thất bại. Thì về cơ bản các cái layer 2 giai đoạn hiện tại họ vẫn đang, mình tạm gọi là một cái nhóm sequencer ở trong nội bộ của dự án. Thì về cơ bản chúng ta đang sử dụng những cái layer 2 này và chúng ta đâu đó sẽ phải tin tưởng một phần những cái đơn vị vận hành sequencer này. Và tính đến thời điểm hiện tại thì đâu đó chúng ta trộm vía là vẫn chưa thấy một cái layer 2 nào lớn với những cái TVL lớn và họ có những cái động thái mà gian lận như vậy và ảnh hưởng đến tài sản của người dùng. Thì đó cũng là một cái trường hợp mà mình có thể gặp phải. Trong những cái bối cảnh đó thì khi mà chúng ta hình dung được là cái vấn đề nó phát sinh ở trong cái khâu nào trong cái chuỗi quy trình mà chúng ta đã nói ở phần trước thì chúng ta có thể tùy vào đó để có cái xử trí làm sao cho nó phù hợp. Bởi vì khi mà các cái layer 2 họ nâng cấp các cái stage của mình lên, từ stage 0, stage 1 và stage 2. Thì các cái khái niệm stage này là gì? Thì chắc chắn là mình sẽ đính kèm một cái bài viết ở trên Coi68 để giải thích sâu hơn với anh em. Thì khi mà các cái layer 2 này họ nâng cấp cái stage của mình lên thì đâu đó chúng ta sẽ có nhiều giải pháp hơn trong cái quá trình là yêu cầu các cái sequencer, hoặc là thậm chí chúng ta có thể vượt mặt những cái sequencer này và chúng ta gửi những cái yêu cầu trực tiếp về dưới layer 1 luôn, để đảm bảo là cái tài sản của chúng ta nó an toàn trong cái quá trình là xử lý giao dịch và xác nhận giao dịch. Rồi thì cái trường hợp cuối cùng mà chúng ta có thể bắt gặp cái việc giao dịch ở trên layer 2 của chúng ta không thành công, đó là cái việc reorganize ở dưới layer 1. Thì reorganize nó không hẳn là một cái hiện tượng fork đâu anh em ha. Reorganize nó đơn giản chỉ là những cái validator ở dưới layer 1 họ bất đồng với nhau ở trong một cái giai đoạn nào đó, và nó chia cái blockchain thành hai cái nhánh tạm thời, và sau đó thì họ sẽ có những cái đồng bộ lại với nhau và chọn ra cái nhánh blockchain nó phù hợp để tiếp tục thực hiện những cái quá trình xác thực ở trong những cái block tiếp theo. Khi mà họ đạt được những cái đồng bộ này thì đâu đó nếu như cái giao dịch ở trên layer 2 của anh em nó được gửi vào trong một cái batch và nó đính kèm vào trong một cái block mà đã bị reorg, tức là nó nằm ở một cái nhánh khác, không phải là cái nhánh gốc mà blockchain layer 1 nó chọn, thì đâu đó cái giao dịch ở trên layer 2 của chúng ta cũng sẽ gặp trục trặc và vấn đề, và đâu đó nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến việc là giao dịch của chúng ta nó không thành công. Rồi thì đó là những cái trường hợp mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái giao dịch ở trên layer 2 của chúng ta. Ok, thì mình hy vọng là tập tuần này, một cái tập mà nó hơi thuần về lý thuyết một xíu, tuy nhiên là mình tin rằng nó sẽ đâu đó hữu ích cho anh em, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà chúng ta đang thao tác rất là nhiều ở trên layer 2. Và sắp tới có thể sẽ có rất là nhiều những cái hiện tượng mà tắc nghẽn và đua nhau ở trên layer 2 như vậy. Thì đâu đó khi mà chúng ta gặp những cái trường hợp có thể nó không suôn sẻ một xíu và nó trục trặc một xíu về mặt kỹ thuật, thì đâu đó anh em có thể hình dung được là cái giao dịch của mình nó cần sửa ở chỗ nào, thì chúng ta có thể dễ dàng thao tác hơn. Và nếu như mà anh em thấy DeFi Discussion tuần này hữu ích thì có thể để lại cho bọn mình một like, cũng như là chia sẻ nó đến với những người mà đang cùng đồng hành với anh em trong cái quá trình thử nghiệm, tìm tòi cũng như là nghiên cứu về một cái thị trường mình tin là nó đang rất là thú vị và rất là nhiều tiềm năng trong thời gian tới. Và không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho DeFi Discussion tuần này, và chắc chắn chúng ta sẽ có cơ hội được gặp lại nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo anh em ha. Ok, bye bye anh em.